Hello. Xin chào các bạn, đây là Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần tại Hoa Kỳ ngày thứ hai, ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi. Và có thể các bạn thấy được là cái tiếng Thuận hôm nay khác một chút, tại vì thật ra Thuận đang bị cảm, nhưng mà Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay để các bạn nắm được tình hình chung của thị trường. Nhất là chúng ta thấy được là từ tuần rồi tới bây giờ đó, chứng khoán Hoa Kỳ lẫn crypto đó thì có một cái sự lưỡng lự và có màu đỏ xuất hiện. Và những gì chúng ta cần nên biết trong tuần này đó chính là điều Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video hôm nay. Và chúng ta cũng sẽ nói ngắn gọn mà thôi, không có đi sâu vào một số những cái chi tiết. Thì trước hết chúng ta có thể nhìn thấy được là những chỉ số của Hoa Kỳ hôm nay là một màu đỏ. Các bạn đã thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay đó xuống tới 643 điểm, xuống gần như là 2%, và những chỉ số khác như là S&P 500 và Nasdaq thì đều xuống hơn 2%. Nói chung là một ngày lại rất đỏ trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là pre-market thì đỡ một chút nhưng mà cũng không có đỡ mấy. Chúng ta thấy được là cả ba chỉ số như là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq đó chỉ xanh lại một chút mà thôi, tăng khoảng 0.1%, không đáng kể. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là dầu đó thì ở mức là khoảng 90 đô cho một thùng dầu hiện tại, thì coi như cũng là cái mức mà chúng ta đã thấy trong vòng vài ngày qua, cũng không có gì gọi là tăng trưởng hay là đi xuống mạnh, coi như là cũng cái mức giá ổn định ở mức là 90 đô. Và vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy được là hôm nay thì tăng lại một chút nhưng mà vẫn dưới 1.800 đô. Hiện bây giờ là hợp đồng vàng ở mức là 1.752 cho một ounce vàng. Crypto thì sao? Crypto đó thật ra khi mà chúng ta nhìn thấy được giá của BTC hiện bây giờ đó là ở mức 21.284, thì chúng ta có thể thấy được là trong thời gian 24 giờ qua đó thì BTC thực sự không có thay đổi nhiều. Chúng ta thấy được là BTC xuống 0.7% mà thôi. Ethereum thì tăng 1%, những đồng khác hầu như cũng tương tự. Những đồng lớn đó thì không có sự thay đổi nhiều so với cái giá của 24 giờ trước. Và cả thì crypto đó chúng ta có thể nhìn thấy được là xuống 0.2% trong vòng 24 giờ qua. Những đồng nào mà dao động nhiều nhất đó thì chúng ta có thể thấy được là đồng Chile và EOS thì đều tăng hơn 20%. Và chúng ta thấy được đồng xuống nhiều nhất thì chính là đồng Sales Network, xuống 19.2%. Cũng có một cập nhật liên quan đến Sales mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn một lát nữa. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn nói đây đó là thị trường đang có một cái sự lưỡng lự, và ngoại trừ cái thông tin liên quan đến là chỉ số lạm phát PCE sẽ có thứ sáu cuối tuần này, chúng ta còn một thông tin nữa mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Và đó là thông tin gì? Trước hết đó, chúng ta có thể thấy được là chỉ số DXY đó, đây là cái chỉ số sức mạnh của đồng đô la khi mà so sánh đồng đô la với một số những cái đồng khác như là bảng Anh hay là đồng Yen, đồng Euro, thì chúng ta đã thấy được là đồng đô la đó đang rất là mạnh luôn. Chúng ta nhìn trong vòng 1 năm qua thì đang ở cái đỉnh. Trong vòng 1 năm qua chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 2 năm qua thì vẫn đang ở đỉnh. Và chúng ta có thể lui trở về quá khứ, chúng ta thấy được là cái lần cuối cùng mà cái mức 108 xuất hiện đó là năm 2002, có nghĩa là chúng ta đang ở cái mức cao trong vòng 10 năm qua cho chỉ số DXY rồi. Có thể thấy được là đồng đô la bây giờ đang rất là mạnh. Mỗi lần mà chỉ số DXY tăng trưởng đó thì không tốt cho chứng khoán, cũng không tốt cho crypto. Nhưng mà ngoại trừ cái chỉ số DXY tăng trưởng ra, chúng ta cũng còn có một cái sự kiện lớn trong tuần này, đó chính là cái sự kiện hàng năm ở Jackson Hole. Thì sự kiện này là gì? Đây là một cái sự kiện mà mỗi năm đó thì có khoảng trên 120 người sẽ hội tụ lại ở Jackson Hole và sẽ có những cái lời phát biểu cũng như là nhận định và chia sẻ những thông tin. Và phần lớn đó chúng ta thấy được là sẽ có những cái quan chức của Fed, cũng như là chúng ta sẽ có những người làm chính trị, cũng như là nhiều khi cũng có những cái chủ tịch ngân hàng trung ương của những quốc gia khác cũng sẽ tham gia vào cái sự kiện này. Và sự kiện này đó là một sự kiện coi như là cũng có cái tầm quan trọng và sẽ diễn ra vào ngày 25 cho đến ngày 27 tây tháng 8 này. Thì cái mà mọi người đang chờ đợi đó là trong một sự kiện lớn như vậy thì Fed sẽ có những cái lời phát biểu như thế nào liên quan đến việc tăng lãi suất trong thời gian tới đây. Tại vì chúng ta cũng đã biết đó là sau khi mà Fed tăng lãi suất cái đợt vừa rồi, tháng này đó thì Fed không có họp cho nên sẽ không có quyết định tăng lãi suất hay là không. Nhưng mà tháng này chúng ta cũng có được cái thông tin là chỉ số CPI đã giảm xuống, lạm phát ở Hoa Kỳ đã có cái xu hướng giảm. Thì mọi người cũng muốn biết là nhận định của Chủ tịch Fed như thế nào về cái vấn đề này. Những cuộc họp tới đây đó thì tăng lãi suất ra sao? Mọi người đang chờ đợi thêm thông tin đến từ Fed. Tôi nghĩ đây là một trong những yếu tố dẫn đến cái sự chao đảo trên thị trường ngày hôm nay. Nhưng mà nói chung thì chứng khoán thì có cái màu đỏ xuất hiện, nhưng mà crypto hôm nay đây thì cũng coi như là bằng với lại cái mức giá của ngày hôm qua. Nhưng mà chúng ta thấy được là tuần vừa rồi đó thì crypto cũng đã xuống khá là nhiều rồi. Và JP Morgan thì có một cái nhận định là JP Morgan nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất mạnh một lần nữa tháng 9 này. Tháng 9 là đợt họp kế tiếp, rồi sau đó chúng ta có tháng 11 và tháng 12, còn 3 cuộc họp của năm nay nữa. Thì tháng 9 này đó, JP Morgan nghĩ là Fed sẽ tăng mạnh thêm một lần nữa. Nhưng mà điều tốt là JP Morgan nghĩ là sau đó Fed sẽ tăng ít lại trong những đợt sau đó. Đó chính là nhận định của JP Morgan hiện tại. Và những cái hợp đồng tương lai đó hiện bây giờ đang giao dịch ra sao? Những hợp đồng tương lai liên quan tới Fed đó, chúng ta thấy được là hiện bây giờ phần lớn vẫn đang nghiêng về là Fed sẽ tăng 0,75%. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó, thì hiện bây giờ là cái phần trăm lãi suất của Fed là khoảng 2,5. Thì phần lớn chúng ta thấy được là nghiêng về là trong tháng 9 này đó, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75%. 56% hợp đồng bây giờ nghiêng về hướng đó. Còn 43,5% đó thì nghiêng về là Fed tăng lãi suất chỉ 0,5% mà thôi. Có nghĩa là phần lớn vẫn nghĩ là Fed sẽ tăng 0,75 thêm một lần nữa, tương tự như là cái lời chia sẻ đến từ JP Morgan hiện tại. Phần lớn các bạn thấy được là hôm nay đó là toàn bộ những thông tin là nghiêng về lạm phát và tăng lãi suất của Fed. Chúng ta cũng còn có một số những thông tin khác nó cũng liên quan tới lạm phát, nhưng mà không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ, mà chúng ta có thông tin liên quan đến châu Âu. Thì chúng ta cũng biết là có một cái đường dẫn gas, dẫn nhiên liệu đó có tên là Nord Stream 1. Đây là cái đường dẫn nhiên liệu đó từ nước Nga dẫn đến châu Âu, và đây là một trong những cái đường dẫn rất là quan trọng. Các bạn đã nhớ là cách đây Thuận nhớ vài tuần đó, khi mà cái đường Nord Stream 1 này đó bảo trì thì nhiều người lo ngại là sau khi bảo trì xong nó sẽ không mở trở lại, vì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lại cái giá năng lượng ở châu Âu. Và hôm nay chúng ta nhận được thông tin đó là Nord Stream 1 này là một lần nữa sẽ bảo trì. Vào cuối tháng này sẽ bảo trì 3 ngày. Nhiều người bây giờ lại tiếp tục có sự lo ngại là sau khi 3 ngày bảo trì thì nước Nga có mở trở lại để mà bán năng lượng cho châu Âu hay không. Nếu như không đó thì chúng ta sẽ thấy được châu Âu sẽ có một cái mùa đông rất là lạnh giá và năng lượng giá sẽ rất là cao. Và đương nhiên năng lượng là một trong những mặt hàng dẫn đến phần trăm lạm phát rất là cao hiện tại ở khắp nơi, và châu Âu cũng không ngoại lệ. Và đương nhiên đây là ảnh hưởng đến chủ yếu là chúng ta nói tới những nước như là nước Đức, nước Ý vân vân, cũng không ảnh hưởng trực tiếp với những nước khác như là nước Anh. Nhưng mà nước Anh thì hiện bây giờ cũng không có tốt gì mấy. Chúng ta đã thấy được là phần trăm lạm phát của nước Anh đã thống kê tháng 7 mới đây là lên tới 10,1%, cao hơn cả Hoa Kỳ nữa. Chúng ta thấy được là tuy là cái phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ đã có cái xu hướng đi xuống, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là nước Anh mặc dù là họ đã tăng lãi suất nhưng mà phần trăm lạm phát đó họ vẫn nghĩ là sẽ tiếp tục tăng trưởng tới tháng 10 đó là tăng lên tới 13,3% luôn. Và hiện bây giờ đó ngân hàng CD nghĩ là nước Anh cần phải tăng thêm 1,25% nữa trong 3 cuộc họp kế tiếp để có thể quản lý được lạm phát. Mặc dù là nước Anh cũng đã tăng 0,5% đầu tháng này rồi, nhưng mà cũng không có đủ đâu. Đó là cái phần trăm tăng trưởng cao nhất từ năm 1995 ở nước Anh rồi. Nhưng mà chúng ta thấy được là CD đó, ngân hàng CD thì nghĩ là nước Anh sẽ có phần trăm lạm phát có thể lên tới 18% tháng 1. Vậy là chúng ta thấy được bây giờ là tháng 8, trong vòng vài tháng thôi là CD nghĩ là phần trăm lạm phát nước Anh nhảy lên tới 18%, một con số cực kỳ cao. Khi chúng ta nhìn lại phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ, chúng ta thấy được là 9% mấy thôi là mọi người đã la làng rồi, chứ đừng nói tới là 18%. Và một phần đó là tại vì có thể ngân hàng trung ương nước Anh không có tăng mạnh như là Fed ở Hoa Kỳ. Đó cũng là một trong những yếu tố dẫn đến tại sao mà DXY cứ tăng trưởng hiện tại. Tại vì Fed ở Hoa Kỳ đó thì tiền đang bị siết chặt lại, khiến cho đồng đô la nó có giá hơn. Nhưng mà chúng ta thấy được là rất nhiều những quốc gia hiện bây giờ đó, ở châu Âu, ở Hoa Kỳ, ở nước Anh đó, thì đều rất quan tâm đến phần trăm lạm phát và muốn tăng lãi suất để mà quản lý phần trăm lạm phát. Nhưng mà ngược lại đó, có một quốc gia không những không tăng hiện tại mà còn giảm nữa. Các bạn có biết quốc gia nào hay là không? Đó chính là Trung Quốc. Thì chúng ta thấy được là Trung Quốc đã đưa ra thông báo là ngân hàng trung ương của Trung Quốc lại giảm lãi suất xuống. Chi tiết hơn đó là chúng ta thấy được là lãi suất 5 năm đó thì giảm từ 4,45% xuống 4,3%, và lãi suất 1 năm đó thì giảm từ 3,7 còn 3,65. Thì tại sao Trung Quốc lại phải giảm lãi suất? Tại vì thật ra nền kinh tế Trung Quốc bây giờ đó cũng không ổn định lắm, nhất là họ đang bị chịu khá là nhiều thiệt hại liên quan đến dịch bệnh. Tại vì chúng ta thấy được là mãi cho đến mấy tháng gần đây đó thì Trung Quốc vẫn còn những cái sự kiện như là lockdown, hay là một số những nơi là không được kinh doanh, tại vì dịch bệnh vẫn còn. Cho nên nền kinh tế của Trung Quốc đó cần phải được kích thích. Cho nên Trung Quốc là một trong những cái quốc gia bây giờ không những là không tăng lãi suất mà còn phải giảm để kích thích nền kinh tế. Thì đây là những cái thông tin tóm tắt lại kinh tế vĩ mô ngày hôm nay Thông muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng có một số những thông tin khác liên quan đến crypto. Nhưng mà trước hết thì có một số bạn cũng hỏi Thuận là tại sao chúng ta lại cảm thấy là downtrend thường dài hơn là uptrend. Thì Thuận nghĩ đó có thể là vì mọi người dễ nhận ra khi mà giá xuống từ đỉnh, nhưng mà lại khó nhận ra khi mà giá lên từ đáy. Có nghĩa là downtrend và uptrend đó, nếu các bạn nhìn riêng về BTC thì cái thời gian nó có thể là gần như bằng nhau, chỉ là chúng ta nhận ra downtrend rất là nhanh khi mà giá đi xuống từ đỉnh, nhưng mà khi mà giá hồi phục lại đó, một thời gian sau chúng ta mới nhận ra được. Và chúng ta cũng có thể là có yếu tố tâm lý, một ngày đi làm đó lúc nào cũng cảm thấy là dài hơn là ngày cuối tuần. Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Và chúng ta có thông tin lớn ngày hôm nay, đây là thông tin liên quan tới BendDAO. Thì BendDAO đó, Thuận cũng đã chia sẻ sơ sơ với các bạn cách đây 1-2 ngày rồi. Thì BendDAO là gì? Thì BendDAO đó là một cái ứng dụng mà các bạn có thể là thế chấp NFT của mình, giống như các bạn có thể thế chấp NFT BOEPS của các bạn, dùng đó để mà mượn Ethereum từ ứng dụng BendDAO này để mà các bạn có thể trade hay là làm bất cứ việc gì khác. Thì chúng ta thấy được là BendDAO đó đang gặp một sự cố, đó chính là BendDAO bị mất khả năng thanh toán vì hiện tượng bank run, có nghĩa là mọi người rút tiền rồi bỏ chạy, khiến cái số lượng Ethereum dự trữ đó đang bị cạn kiệt. Thì BendDAO đó là cho phép người dùng gửi NFT làm thế chấp để mà vay Ethereum, và các bạn có thể vay đó là 40% của cái giá nền của cái NFT đó. Các bạn có thể lên trên những nơi mà bán NFT đó, giống như là chúng ta có thể lên trên OpenSea, thì các bạn thấy được là cái giá nền, nghĩa là cái giá thấp nhất của cái bộ sưu tập đó là bao nhiêu. Thì khi mà các bạn có một cái NFT cho bộ sưu tập đó, các bạn có thể vay 40% của cái giá nền đó. Thì người đầu tư đó cũng có thể gửi Ethereum vào cái pool của BendDAO để mà cho vay kiếm lời. Đương nhiên là có người muốn vay dùng thế chấp thì các bạn cũng có thể là cung cấp Ethereum để cho họ vay để kiếm lời. Thì người vay đó trả lãi, và nếu như mà giá của NFT đó xuống thì các NFT thế chấp sẽ bị thanh lý và bán đấu giá. Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái số lượng NFT này có thể vay được 4% của cái giá trị của giá nền, nhưng mà khi mà giá của NFT đó đi xuống, như là trong thời gian mà chúng ta đang đối đầu hiện tại đó, thời gian giá cả không tốt, NFT cứ đi xuống giá liên tục, thì những NFT đó đến một mức nào đó thì sẽ bị thanh lý, tại vì cái số lượng tiền mà cho vay đó có thể là cái giá trị của NFT đó không đủ để mà bồi thường cho những người mà đang cung cấp Ethereum để mà cho vay. Thì luật bán đấu giá của BendDAO đó là người đấu giá sẽ phải ra giá cao hơn cái số nợ và ít nhất là 95% của giá nền của NFT. Người tham gia cũng phải chấp nhận lock Ethereum 48 giờ. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng, có nghĩa là khi mà NFT đó bị bán đấu giá, có nghĩa là cái người đó không trả nổi tiền lãi nữa thì NFT đó sẽ bị đấu giá. Thì NFT đó bán cái giá phải cao hơn là cái mức giá mượn để mà đảm bảo an toàn cho cái người mà cho vay, họ có thể lấy tiền trở lại. Và cái giá bán đó phải ít nhất là 95% của cái giá nền của NFT đó để cho hỗ trợ được giá NFT, chứ nếu không các NFT thì bị thanh lý đồng loạt, thì dẫn đến là cái giá trị của NFT sẽ giảm rất là nhiều cho bộ sưu tầm đó. Thì nhìn sơ qua đó chúng ta thấy được là đây cũng là một cách logic, nhưng mà thực hành thì không phải như vậy. Vấn đề đó là nhiều người mượn quá nhiều khiến cho nhiều người đấu giá không muốn mua. Có nghĩa là NFT đó thực sự mà nói là nếu như bắt buộc là phải đấu giá, cái giá đấu phải cao hơn cái số tiền mượn đó mà người ta mượn nhiều quá, thì cái người đấu giá không muốn mua, tại vì họ có thể lên trên những cái chợ NFT để mà mua cái bộ sưu tầm đó với cái giá có thể là rẻ hơn nữa, cho nên nhiều người bỏ không muốn mua. Và đương nhiên những NFT đó không bán được thì sẽ trở thành nợ xấu. Tại vì sao? Tại vì những NFT đó không bán được thì cái người mà vay đó họ đã không trả nổi lãi nữa rồi, và bây giờ NFT không bán được thì làm sao mà cái người mà cho vay đó, các bạn là người cung cấp tiền cho cái nền tảng này để mà cho người khác vay, thì làm sao các bạn lấy lại tiền các bạn được. Đây là vấn đề hiện tại của cái nền tảng này. Hiện giờ phần trăm lãi đã tăng lên đến 93%, có nghĩa là chúng ta thấy được là cái nguồn cung cầu đã bị chênh lệch đến mức mà bây giờ cho vay ở mức là 93%, khiến cho người vay họ không muốn trả luôn, tại vì họ vay mà phần trăm lãi suất cao như vậy đó, thì họ thà bỏ luôn cái NFT của họ, giữ cái số lượng Ether mà họ đang có, còn hơn là họ trả tiền mà tiền lãi cao như vậy, khiến cho nhiều NFT rơi vào tình trạng bị thanh lý. Nợ xấu đang tăng lên rất là nhiều trên nền tảng này, và điều này đó dẫn đến là mọi người lo sợ, họ rút Ethereum ra khỏi BendDAO vì lo sợ giao thức sẽ sập. Và theo dữ liệu của EtherScan đó, hồi sáng này đó, cái số Ether của BendDAO giữ chỉ có là dưới 1 Ether là 0.75 wETH, có nghĩa là cái wrap Ethereum đó vào đầu hôm nay. Sau đó họ nhận thêm khoảng chừng 500 wrap Ethereum. Và cái lúc mà Thuận đăng cái bài này hồi sáng đó là họ còn giữ khoảng chừng là 486.5 wrap Ethereum, và giảm trầm trọng so với lại khoảng 18.000 W Ethereum chỉ 3 ngày trước mà thôi. Các bạn thấy là cái sự rút tiền rất kinh khủng ở trong cái giao thức này. Và giao thức trước đó đó đã cho vay khoảng 15.000 wrap Ethereum. Đây là một con số không hề nhỏ. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái ví của Ether của BendDAO đó, thì dựa theo bài viết này, chúng ta nhìn thì thấy được là bây giờ thì có khoảng chừng 663 wrap Ethereum trong ví. Thật sự là con số cực kỳ nhỏ so với lại cách đây chỉ 3 ngày họ có tới 18.000 Ethereum lận. Thì hiện bây giờ đã BendDAO đang tổ chức một cuộc bỏ phiếu khẩn cấp để giảm lãi suất xuống còn 20% để cho người vay đã tiếp tục trả lãi, chứ nếu không họ sẽ bỏ luôn cái NFT của họ, tại vì cái phần lãi suất quá cao, và cũng bỏ luôn cái phần là khi mà đấu giá đó phải đấu giá 95% của giá nền, có nghĩa là sẽ đấu giá tự do theo đường hiểu là như vậy. Thì không biết đó là bao nhiêu NFT sẽ bị thanh lý, nếu như nhiều đó thì sẽ ảnh hưởng đến giá của NFT. Nếu như mà nhiều NFT bị thanh lý như vậy thì một số NFT từ cái bộ sưu tập được săn lùng như là câu lạc bộ du thuyền BoF, câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape, Doodles và Clonex hiện đang xuất hiện trong danh sách cảnh báo vì có nguy cơ bị thanh lý. Thì chúng ta thấy được là đây là một trong những cái giao thức mà khi mà chúng ta nhìn vào cái hoạt động của giao thức đó, lúc mà mọi thứ đều ổn thì các bạn thấy được cũng rất là logic, nhưng mà thật sự khi mà giao thức bắt đầu hoạt động đó, trong tình hình thật giá cả lên xuống hàng ngày, chúng ta mới thật sự thấy được là giao thức có lỗ hổng như thế nào. Cũng tương tự như chúng ta thấy được những sự kiện liên quan tới Luna trước đây và UST, thì đây là một chuyện giao thức mà dẫn đến nợ xấu khắp nơi. Thì điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu như mà cái cuộc bỏ phiếu được thông qua đó mà có nhiều NFT thanh lý hàng loạt thì có thể ảnh hưởng xấu đến giá của những cái NFT này. Và những bạn nào mà có hứng thú đó muốn mua những cái bộ sưu tập như là câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape vân vân, hay là BoF, thì có thể là các bạn có cơ hội để mà mua được những cái NFT này với cái giá rẻ khi mà có nhiều NFT bị thanh lý. Một số thông tin khác nữa chúng ta thấy là thông tin liên quan tới Cardano đi. Thì cái sự kiện Cardano thường đã nói khá nhiều rồi, liên quan đến cái vấn đề cập nhật vassal của họ. Thì thông tin mới nhất đó là cho đến ngày hôm nay chúng ta có 31% của những cái nơi mà chạy những cái stake pool đó thì họ đã update lên cái phiên bản là, theo thường thấy đây là 1.35.3, cái phiên bản mà đã cải tiến sau phiên bản 1.35.2 mà có nhiều cái drama, các bạn đã nhớ rồi, thường chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm qua. Thì nói chung đó, con số này là một bước tiến triển tốt nhưng mà vẫn chưa có đủ, tại vì nếu như chúng ta muốn tiến tới cập nhật vassal thì cần phải có 75% của những cái stake pool operators, những cái nơi mà chạy stake pool ủng hộ và cập nhật. Thì hiện bây giờ chúng ta vẫn trên con đường tiến tới con số 75%. Khi mà có thêm thông tin Thuận sẽ chia sẻ với các bạn. Và một thông tin khác nữa đó cũng là một thông tin đối với Thuận là tốt, đó chính là thông tin đến từ nước Úc. Thì nước Úc đó nói là họ sẽ đưa ra một cái bản đồ token để cho họ áp dụng luật quản lý thị trường crypto này. Thì luật ở đây đó không phải là cấm hay là luật xấu gì hết, tối thường đây cũng là một những cách làm rất là tốt, ngược lại hoàn toàn so với lại những gì mà SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đang làm hiện tại, là họ không có muốn nhận định token này token kia khác nhau chỗ nào, mà họ cứ gộp chung lại nói tất cả có thể là chứng khoán và tất cả thuộc sự quản lý của SEC như là chứng khoán. Thì hoàn toàn khác với lại cái cách làm đó. Nước Úc đó thì nói là họ sẽ tìm hiểu những cái token và họ sẽ tách những token đó ra để chúng ta có thể phân biệt được là token nào và khác nhau chỗ nào và quản lý với luật ra sao. Thì nói chung đây cũng là một cái bước tiến tới tốt để cho mọi người hiểu rõ hơn, tại vì những token nó thực sự không thể gộp lại chung với nhau được. Những token hay là những đồng đó thì được sinh ra trên những mạng lưới khác nhau và có những công dụng khác nhau, cũng như là cái tính phê lập chung nó cũng khác nhau tùy theo là token. Cho nên chúng ta không thể gộp chung lại mà nói là tất cả cùng đi theo một luật được. Ít ra thì nước Úc cũng đã nhận được điều này và họ hy vọng là sẽ đưa ra một cái bản đồ token để cho mọi người biết được là token nào là chứng khoán, token nào là tiện ích vân vân. Thông tin liên quan đến Celsius và thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn thì dựa theo giám đốc tài chính của Celsius thì họ nói bây giờ họ đã có đủ tiền để mà trải qua năm 2022 này. Các bạn đã nhớ là họ la làng gần đây là họ sắp hết tiền rồi, trong vòng 2 tháng sẽ hết tiền. Và chúng ta cũng nói khá nhiều về cái thông tin liên quan tới thẩm phán của cái nơi xử lý cái việc bảo hộ phá sản này đã cho phép Celsius bán cái số lượng Bitcoin mà họ đào được. Thì thông tin mới nhất đó là Celsius họ không nói rõ là họ đã bán cái số lượng Bitcoin hay chưa, nhưng mà họ nói là họ đã mượn được tiền để có thể là tiếp tục hoạt động cho đến cuối năm nay. Và số tiền họ mượn là đến từ đâu? Thú vị hơn đó là các bạn được là họ mượn một số tiền đến từ Bitfinex. Đó chính là công ty mẹ của công ty Tether, là công ty mà phát hành đồng USDT các bạn đã biết rồi. Thì họ mượn bao nhiêu? Họ mượn tổng cộng là 61 triệu từ Bitfinex. Và họ nói là họ làm cách nào đó để có thể là giảm thuế được khoảng chừng là 20 triệu. Cùng với việc là họ bán một số những cái máy đào, họ đã kiếm được thêm 20 triệu. Có nghĩa là bây giờ họ có khoảng chừng là 81 triệu. Và 81 triệu này đó họ nói là đủ để cho họ tiếp tục hoạt động cho đến cuối năm nay. Thêm vào đó, bên dưới này nói là công ty Ripple Labs cũng đang có hứng thú đối với lại Celsius, nhưng mà không nói rõ là công ty Ripple có hứng thú như thế nào. Không biết là công ty Ripple muốn mua lại hay là muốn cho mượn tiền, chúng ta không rõ cái phần này. Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ thì Celsius họ đã có tiền để hoạt động cho đến cuối năm nay, đến khi nào mà chúng ta nhận được thông tin chính thức từ tòa mà thôi. Còn Nike đó thì chúng ta thấy được là Nike là một trong những công ty đã tham gia rất là mạnh vào NFT, và Nike cũng là một trong những công ty rất là thành công về việc bán NFT của mình. Chúng ta thấy được là ở bên dưới này là thống kê giữa Nike với lại Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci, Adidas, Budweiser, Time Magazine, Bud Light, AO, Lacoste, Nickelodeon, McLaren và Pepsi. Thì chúng ta có thể thấy được là Nike đó thì cách xa những cái công ty này rất nhiều. Chúng ta thấy được là tổng cái số lượng NFT bán đó đã cho họ được doanh thu là 185 triệu so với lại cái công ty đứng thứ nhì đó là Dolce & Gabbana chỉ có 25 triệu mà thôi. Nói chung thì Nike là một trong công ty thành công hơn về việc bán NFT. Và hôm nay là đầu tuần, chúng ta cũng có cái thống kê tuần vừa rồi đến từ những cái quỹ đầu tư, như là chúng ta nói tới giống như là CoinShare hay là 21Share, ProShare vân vân. Thì tuần vừa rồi cũng một tuần cũng khá là im lặng. Chúng ta thấy được là cuối cùng thì tuần vừa rồi những quỹ đầu tư này có 8,7 triệu rút ra. Con số không phải là nhiều so với lịch sử của những cái quỹ này. Và nói chung chúng ta cũng thấy được là cái số lượng rút ra phần lớn là đến từ BTC khoảng 15 triệu. Ethereum những đồng khác thì cũng có thêm một số tiền gửi vào, và đặc biệt là short Bitcoin thì hầu như không có sự thay đổi. Có nghĩa là bây giờ những quỹ đầu tư cũng rất là im lặng, họ cũng không có nạp tiền vào để mà short BTC dựa theo cái thống kê này. Thì tuần vừa rồi cũng là một tuần mà không có nhiều cái sự sôi động đến từ quỹ đầu tư, và phần lớn số tiền rút ra là đến từ những quỹ từ Hoa Kỳ. Và đây là tất cả thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này, và hôm nay Thuận cố gắng chia sẻ nhanh hơn một chút. Hy vọng là ngày mai Thuận đỡ hơn thì sẽ đi sâu hơn vào một số những thông tin với các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay. Những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì hãy bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên đến 20% cho những sàn như là Binance, FTX, Bybit vân vân, và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta